lý do và vấn đề họ giải quyết nó như thế nào thì cái thứ khán giả muốn xem. Mới đi có vài ngày đâu sau. 3 giờ kém rồi tụi em thấy không? 3 giờ kém nữa. Đừng theo con đường này mới thôi, thấy đi. Nhưng mà vì một cái sơ sót mà mình sẩy chân và là mình trở nên có cái kết quả nó rất là gọi là thảm họa ấy. Em nghĩ là có sự thay đổi. Anh đồng tiền phải đúng không? Em nghĩ là có một cái gì đó vì anh Martin khá là hối hả. Đúng thì dùng hết rồi đúng không? Mà hỏi anh đồng kiếm hết rồi đúng không? Mình hỏi. Đấy, anh nghĩ cũng là một cái sai lầm của anh. Mày cứ thay đổi đi thì thôi kệ mày. Xin keo. Mọi người chỉ muốn làm, muốn cái việc này nó hoàn thành thôi. Mọi người không lên cho ai cả. Người đang rất nỗ lực, đang rất cố gắng, nhưng mà nó luôn xảy ra một cái gì đấy. Cái đấy là cái đương nhiên, có nghĩa là không thể tránh được những cái vấn đề phát sinh. Nhưng mà nó cũng phát sinh hoài hoài. Có hiểu lầm rồi thì người ta cũng lại hết hiểu lầm, có thế thôi. Mà đừng lo những cái việc này, cứ lo giữ đúng với những cái gì thật sự của mình. Tránh được thì tránh, mà không tránh được thì rút kinh nghiệm, thế thôi. Bác vẫn nghĩ như thế, bác vẫn hành xử như thế là chính. Bác cũng có nhiều cái ân hận, nghĩa là rất là hối hận chứ. Nhưng bây giờ mình nghĩ đi nghĩ lại, mình bảo cũng không tránh được. Đời nó là như vậy, mỗi lần như thế thì mình lại trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn, có vậy thôi. Đừng có tiếc cái gì đã xảy ra rồi thì mình biến nó thành ra là một bài học của mình thôi. Cái phần mà dọn hai cái phòng loại nó nhanh không ạ? Không kịp đâu, chỉ nhớ là có 4 phút di chuyển thôi. Chúng tôi luôn đinh ninh một điều là chỉ cần một nốt nhạc chơi đẹp thôi là đã đủ rồi. Và đó là lý do mà tất cả mọi người đều mang một ý chí tập thể cực kỳ mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước chỉ vì một nốt nhạc. Hai cái yếu tố mà không chỉ KOC mà tất cả những người nghệ sĩ biểu diễn, người của công chúng đều khao khát có được, đó là tình thương và lòng tin của khán giả. Đó là một điều rằng là cái hình dạng bên ngoài nó không bao giờ là cái giới hạn của các KOC cả. Em thấy ngày hôm nay mọi người như là đã đủ hoàn toàn rồi. Rất là bế tắc một càng, mặc dù không trực tiếp tham gia vấn đề đấy, nhưng mà bằng một cách nào đó, một cái thực kia đó, em cũng biết từng người một đều không ai bảo ai cả, cũng không ai than phiền một câu gì cả là khó quá, bỏ đi hay như nào, quật ngã bao nhiêu lần mới vẫn đứng dậy, đã đi đến cái kết cuối cùng là chỉ cơ sĩ. Có đèn sáng không? Cái này có nhìn thấy không? Rồi em có đẹp không? Rồi tiếp nào em ơi. Một phong hình nhưng không phải ai cũng có thể kiếm tiền từ nó. KOC, tương lai mới của ngành quảng cáo,